Đây các em chú ý cách đào ảnh ở trên driver về nhé. Đầu tiên ở trên iPhone hay là phần điện thoại Android thì cũng phải là phải đào cái phần mềm gì, phần mềm này gọi là driver này, Google Driver, thì mình vào CH Play hoặc là App Store này, xong các em tìm cái phần mềm này, driver này, tìm phần mềm driver. Đây anh để lên cái màn hình lớn đây. Đây thì mở ra, đây là anh đào về rồi nhá. Còn nếu mà chưa đào về thì em tự đào về xong rồi mở ra thì các em phải đăng nhập nhá, đăng nhập tài khoản này, phải đăng nhập cái tài khoản ở trong cái driver. Đây là tài khoản của anh đăng nhập rồi. Các em phải đăng nhập tài khoản Gmail ấy, email của mình á nhá. Xong khi đăng nhập xong, coi như là vẫn chưa có cái này, các em vào cái link mà bọn em có mà anh gửi cho bọn em ấy, link đấy mà em mở ra, ví dụ đây Dương đi, đây ví dụ link đây, bọn em mở ra kích vào nó sẽ chạy ra. Ở trên iPhone ấy thì nó không mở hẳn cái phần mềm đó cho mình, mà nó chỉ mở ở cái đường link thôi, các em hiểu không, cái đường link thôi. Cho nên các em muốn mở ở trên cái phần mềm ấy thì các em phải tùy chọn đây này. Đây các em nhìn này, đây ngón tay anh bấm này, bấm cái nút 3 chấm này này, đúng không? Đây là ở trên điện thoại này, đây nút 3 chấm này, kích vào đấy nó hiện lên. Các em chọn là mở bằng Safari, đây là trên iPhone nhá, mở bằng Safari nó sẽ tự động chạy cái phần mềm ra đó, thấy chưa, nó chạy phần mềm ra và em sẽ mở một cái ảnh bất kỳ nếu em muốn down lên. Đấy ví dụ một ảnh nào đó dễ thương đi, ví dụ cái bé này đi đấy, em giữ cái này giữ chưa, bấm ok nó sẽ lưu lại nhá. Rồi, vào trong cái kho ảnh của mình sẽ có rồi, ok. Ví dụ tiếp tục muốn lưu cái khác em lật sang lại bấm lưu tiếp, này rất là nhanh, dùng cái phần mềm driver rất là nhanh nhá. Ví dụ bé này đi, lưu này, bấm giữ này, lưu về này, đó thấy chưa, rất là nhanh nhá. Đó vì đó là một cái ví dụ, thì đây là ở trên phần mềm iPhone đó, yêu cầu là phải đào cái driver này về nhá. Xong rồi còn một cái nữa, đó là đăng ảnh HD ở trên Facebook, cái này rất là quan trọng. Nếu các em không cài cái này nó sẽ là bị vỡ hình, vỡ hạt nhá. Thì đây vào cài đặt, ở trên iPhone hay là Android cũng đều phải cài hết. Các em chọn đâu rồi, đây video và ảnh này, thấy không, kích vào em thấy không, anh đã cho sẵn này, tải HD lên này, thấy không. Khi cài vào cái này thì nó sẽ tự động là đăng ảnh HD. Ví dụ đây anh mà đăng ảnh lên thì ảnh của anh là nét căng luôn, nét em để ý này, thấy không, zoom lên vẫn thấy luôn, thấy rõ hết tất cả chi tiết luôn, thấy không. Đấy anh thấy cả luôn đấy, đấy mẫu đấy nha, đấy. Ok đây là trên iPhone.